À đúng rồi, lát nữa em còn có cuộc họp, em phải đi trước đây. Anh không muốn em đi. Anh muốn làm gì? Ngạo Lâm, Ngạo Lâm, mau lên, mau mau mau, mau mau mau, đợi đã. Tại sao phải trốn đi? Cái nết của hàng xóm này cũng tệ thật đó. Mẹ, sao mẹ lại tới thế? Tính nết của hàng xóm cũng tệ quá đi mất. Ngày nào cũng muốn cãi nhau ba bữa với mẹ. Gì nhỉ? Áo choàng tắm của mẹ có ở chỗ con không? Sao mẹ không tìm thấy áo choàng tắm của mẹ nữa rồi? Ở đó. Mệt muốn chết. Nó treo áo choàng tắm của mình đâu rồi đây? Trời ơi, giúp việc này tệ thật đấy. Sao lại để áo choàng tắm của mẹ ở chỗ con? Là mẹ tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay mẹ mệt muốn chết. Mẹ không đi tắm sao? Ý gì thế? Đuổi mẹ đi sao? Có khách à? Mẹ, cốc này là con chuẩn bị cho mẹ uống đó. Cho mẹ uống sao? Có phải con cảm thấy mẹ con ngốc lắm không? Mẹ không thể uống đồ ngọt được nữa. Con xem, gần đây mẹ đã cảm thấy mẹ hơi mập lên rồi. Con nói xem mẹ đã mập lên hay bị sưng lên vậy? Con xem, bụng cũng lộ rõ rồi này. Trời ơi, mẹ, mẹ thật sự không mập mà. Thật sao? Mẹ không sưng à? Sao mẹ lại cảm thấy mẹ vừa già vừa mập vừa sưng thế nhỉ? Con đi rót một cốc nước nóng cho mẹ đi. Vâng. Đúng là phiền muốn chết mà. Rio, con nói xem mẹ có phải mẹ, mẹ thật sự không hề mập lên. Vậy con thề đi, mẹ đẹp không? Đẹp. Thật sao? Thật sự không hề mập lên. Vậy mẹ đi tắm đây. Lát nữa mẹ sẽ ngủ. Không uống trà nữa sao? Không uống nữa. Mẹ đi đây. Em đi đây. Anh xin lỗi. Chủ đề này rất nghiêm túc. Bạn Lý Ngạo Lâm, hay là anh mời em đi ăn một bữa thịnh soạn, hay chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Chúng ta đều khớp lịch trình với nhau rồi mà, đều không có thời gian. Bây giờ anh ở ngay sau xe em, hay là em dừng xe lại, chúng ta nói chuyện 10 phút là được. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, vẫn giận à? Anh nói xem. Thực ra anh bắt đầu khâm phục mình rồi. Trong vòng một tuần mà có thể chọc giận luật sư anh luôn lý trí tận 3 tuần. Nghe có vẻ anh đắc chí quá nhỉ? Cũng hơi hơi, vì chứng tỏ là em rất quan tâm tới anh. Hơn nữa em đồng ý dừng xe nói chuyện với anh cũng là sợ anh đuổi theo xe em sẽ nguy hiểm, đúng không? Nói đi, tại sao lại giấu mẹ anh? Tại sao không đường đường chính chính nói với bà ấy mối quan hệ của hai ta? Vì mẹ anh huyết áp cao, chỉ cần bà ấy tức lên là huyết áp sẽ tăng, nên bà ấy luôn mang thuốc hạ huyết áp bên người. Nếu bà ấy bất ngờ nhìn thấy chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn bà ấy sẽ tức tới ngất luôn. Anh không thấy mẹ anh khống chế cuộc sống của anh hơi quá đà?
Thực ra anh cũng tiến thoái lưỡng nan. Anh lớn thế này rồi mà mỗi ngày làm gì, qua lại với ai, có dự tính thế nào về công việc, lo liệu cuộc sống thế nào, bảy đều cần biết hết. Nhưng anh không có cách từ chối. Mẹ anh nói với anh là bà ấy đã không liên lạc với người thân từ lâu rồi. Một mình bà ấy nuôi anh khôn lớn. Hơn nữa năm anh 4 tuổi thì bố anh đi theo người phụ nữ khác. Nên trong mắt bà ấy, anh là chỗ dựa duy nhất của bà ấy. Một người đặt hết cả cuộc đời của mình lên người anh, tình yêu như vậy chắc là rất nặng nề nhỉ. Em muốn nghe lời nói thật không? Anh thường nằm mơ, anh rơi từ trên vực cao xuống, người đẩy anh lại là mẹ anh. Thế có phải giấc mơ này của anh cũng thể hiện rằng trong tiềm thức anh cảm thấy mẹ anh đã tước bỏ sự tự do của anh không? Có lẽ thế. Cũng có thể là nỗi sợ trong lòng anh. Thế anh đang sợ gì? Thực ra anh biết về mặt âm nhạc, anh không có thiên phú lắm. Anh sợ nếu anh chỉ không cố gắng một chút thì mong muốn cả đời của mẹ anh sẽ tan vỡ. Thế mong muốn của anh thì sao? Cuộc đời của anh lẽ nào là để giúp mẹ anh thực hiện mong muốn của bà ấy ư? Anh có từng thử giành lấy sự độc lập của riêng mình, hay dù chỉ là khuyên bà ấy cũng có cuộc sống của riêng mình hay không? Dù ít thôi, ba năm qua anh thử rất nhiều lần, nhưng bà ấy đều nói với anh bà ấy không có cuộc sống của mình thì cũng không sao. Vì từ khi có anh thì bà ấy chỉ có một cái tên, đó là mẹ của Lý Ngạo Lâm. Em thấy có lẽ tư tưởng của em hơi không có tình người cho lắm, nhưng em thực sự nghĩ là có lẽ mẹ anh yêu anh quá. Thậm chí tình yêu của bà ấy không thể chấp nhận việc giữa hai người có bất kỳ bí mật nào. Thậm chí bà ấy sẽ hy sinh rất lớn để khống chế sự tự do của anh. Còn anh thì bất lực tập nhiễm. Bất lực tập nhiễm tức là vì thất bại quá nhiều lần nên không có tự tin phản kháng nữa. Thế anh phải làm sao? Anh muốn thay đổi thật sao? Vậy thì bắt đầu từ việc thực hiện mong muốn của anh đi.